Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023, từ thành phố Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, hôm qua, ở bên kênh góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2, clip 1333, tôi đã làm về câu chuyện ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Tôi làm clip đó ngắn thôi, khoảng 10 phút. Thì có nhiều người gửi tin nhắn cho tôi. Nói rằng, anh Hoàng Di Hùng làm chương trình như thế. Vội vàng không có đủ. Anh đọc báo chính thống của Việt Nam. Góc nhìn của anh chưa có sâu. Và hình như anh không có nói hết về vấn đề pháp lý. Có những người nói chúng em theo dõi anh hùng là vì chúng em tin vào nhận định pháp lý của anh hùng và khách quan đừng đưa cảm tính vào đây nha anh hùng vậy là khán thính giả muốn tôi nhận định hoàn toàn trên phương diện pháp lý và khách quan tôi cố gắng làm chuyện đó nên hôm nay tôi xin làm clip liên quan vấn đề pháp lý và hoàn toàn khách quan như thế nào nha. Điều thứ nhất đó, ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an của tỉnh Thái Bình nói rằng ông là đồng phạm trong việc mà cưỡng ép này nọ chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến Cường Quốc, Phạm Minh Cường, đó, Cường Quốc, đồng phạm thì khác với chuyện gọi là mình là người chủ động nha, mình chứ là đồng phạm và theo tin tức từ bên Thái Bình cũng như là gia đình của Phạm Minh Cường tức là Cường Quốc, đó, ông Lưu Bình Nhưỡng không có bà con anh em hay là ruột thịt máu mủ gì với Cường chỉ là tương tác về vấn đề trên công việc và xã hội như vậy đó. Đây không phải là vấn đề làm ăn của gia đình Mà là vấn đề làm ăn gì đó Giữa ông Lưu Bình Nhưỡng Và ông Cường Trong khi đó ông Lưu Bình Nhưỡng Là phó trưởng ban dân nguyện Ông không còn là đại biểu Ông làm đại biểu từ năm 2016 Tới năm 2021 Sau đó thì ông được mời về làm phó trưởng ban dân nguyện của quốc hội. Ông tới quốc hội thường xuyên, ông ở Hồ Tây. Thì việc mà gọi là gì đó đồng phạm với một băng giang hồ ở tại Thái Bình. Nói là băng giang hồ thì cũng không đúng, họ làm ăn họ theo kiểu lưu manh côn đồ, làm áp lực để cưỡng đoạt tài sản của người khác thế sự tương tác giữa ông lưu bình nhưỡng và nhóm đó có tính cách là làm ăn thôi thì có bao giờ ông lưu bình nhưỡng đang là một người nhận các đơn ước nguyện của người dân là phó trưởng ban dân nguyện làm ăn với nhóm côn đồ đó hay không nếu mà nói là không thì cũng không đúng vì sao vì khi mà cơ quan pháp luật nhất là công an ở tại thái bình họ khẳng định và họ điều tra mở rộng điều tra thì chắc chắn trên phương diện luật pháp không có một cơ quan ở tỉnh nào mà dám bịa chuyện lên trên một ông phó trưởng ban dân nguyện vậy thì việc mà có làm ăn hay không á cùng với ông cường cường quốc làm những vấn đề áp lực lên trên các doanh nghiệp để chung tiền cho họ đó là cưỡng đoạt tài sản thì trên phương diện pháp luật tôi tin chắc là có tôi tin chắc là có nhé vì cơ quan ở tại thái bình không dạy gì mà đụng tới một ông to như thế ở tại quốc hội không dạy gì. Thế thì uh, cái câu hỏi được đặt ra đó là có nhưng có tới mức nào mà có nghiêm trọng tới mức nào để mà phải bắt bắt khẩn cấp bắt ngay ở tại phi trường hay không lại một chuyện khác. Theo uh, báo chí của Việt Nam chính thống cũng như là theo những gì mà công an Thái Bình lên tiếng đó, thì cái việc mà cưỡng đoạt tài sản như thế là lên tới hàng tỷ đồng. Nói chỉ hàng tỷ đồng đây có thể là có một tỷ thôi. Hoặc mấy trăm triệu. Tính ra tiền đô là khoảng chừng bốn mươi mấy ngàn đô, chưa tới năm chục ngàn đô. Vậy thì danh dự của một ông phó trưởng ban dân nguyện để mà làm ăn gì đó với nhóm kia mà cưỡng đoạt lên tới số tiền nói như vậy so sánh với thời đại này nó không lớn lắm đâu hàng tỷ coi như tỷ thôi chia chắc ra thì mấy ra chia chắc xong á có khoảng chừng đâu đó vài trăm triệu mỗi người có đáng cho ông lưu bình nhưỡng nhúng tay vào chuyện này hay không lại là một chuyện khác nên là câu hỏi có hay không thì đứng trên quan điểm luật pháp đó, mà nhìn vào đó, thì tôi cho rằng là có vì cơ quan pháp luật ở tại Thái Bình không dạy gì mà đụng chạm tới một ông to như thế. Còn có đó, có tới mức nào? Sâu tới mức nào? Thì rõ ràng không phải là bà con anh em họ hàng chỉ tương tác trên vấn đề làm ăn, trên vấn đề xã hội. Con số mà họ nói là hàng tỷ, họ không nói là hàng chục tỷ hay gì đó. Thì nếu mà chia ra như vậy mỗi một người chỉ khoảng chừng có vài trăm triệu hoặc là một tỷ thôi có đáng cho ông lưu bình nhưỡng nhúng tay vào vụ này hay không thì tôi cho rằng có nhưng mà nó rất là nhỏ nhoi nhỏ nhoi nhỏ nhoi như thế nhưng mà đó là lệnh bắt khẩn cấp mở rộng điều tra bắt thì bắt ngay tại phi trường khi mà ông lưu bình nhưỡng vừa mới xuống phi trường ở nội bài Chuyện nhỏ như vậy thì bình thường đợi về nhà bắt cũng được, đâu có gì đâu. Nhưng tại sao phải bắt ở tại phi trường? Bắt ngay, bắt khẩn cấp thì cho thấy rằng cứ thường là chuyện cưỡng đoạt tài sản là một chuyện phụ, còn chuyện chính là chuyện khác. Đó là trên quan điểm của tôi đó. Tôi cho rằng chuyện chính là một chuyện khác là tại vì bắt ngay tại phi trường. Giữ ngay các tăng vật Để sao? Để xem thử từ đó ra cái gì Rồi khám xét Tư gia nữa Thì khi khám xét Tư gia thì chắc chắn trong tương lai Sẽ Mở ra những cái gì về Vấn đề pháp lý Nên là tôi xin phân tách Trên phương diện góc nhìn pháp lý đó Đó là Bắt vụ cưỡng đoạt Tài sản ở tại Thái Bình đó Là đồng phạm đồng phạm chứ không phải là chủ đời chủ phạm đâu. Đồng phạm nó có tính cách là có, có pháp lý nhé, nhưng mà không nặng lắm. Mà vì không nặng lắm lại làm chuyện gọi là bắt khẩn cấp thì tôi cho rằng có một mục đích khác. Tôi cho rằng có một mục đích khác. Thí dụ như trong quá khứ có những người lúc đầu bị bắt về tội mua dâm nhưng từ đó thì ra những vấn đề khác vậy thì vấn đề khác đối với ông lưu bình nhưỡng là gì khi ông còn tại chức là đại biểu của quốc hội đó thì ông có phát biểu nhiều điều nhiều điều tích cực và tiêu cực ông cùng với ông dương trung quốc có nhiều phát biểu rất tích cực nhưng cũng có nhiều phát biểu rất tiêu cực nhất là một số hành động của các ông nó không phản ảnh hẳn là đại biểu tôi nói thí dụ một trường hợp trường hợp đó là khi mà vụ đồng tâm chưa có xảy ra cái vụ mà ông lê đình kình bị bắn đâu nha vụ đồng tâm khi mà các công an của hà nội tới ngay xã đồng tâm thì bị bắt bởi xã đồng tâm bởi chủ mưu là ông Lê Đình Kình và nhóm đồng thuận cái tổ đồng thuận đó của ông Lê Đình Kình đó. hai người là ông Dương Trung Quốc và ông Lưu Bình Nhưỡng đến nơi đây đến nơi đây đó thì đáng lẽ đó, hai người hỏi những chủ căn hộ ở trong sân bay Miếu Môn là 14 căn hộ đó để mà được nhà nước trả tiền rời đi đó. Tôi xin nhắc lại với quý khán giả 14 căn hộ đây là mua đất ở sân bay Miếu Môn. Sân bay Miếu Môn là đất của quốc phòng. Thập niên 1980 thì quốc phòng ở nơi đây, sân bay đây không có sử dụng nhiều nên mới giao lại cho xã Đồng Tâm giữ dùm. Lúc đó ông Lê Đình Kình là bí thư xã và là chủ tịch xã luôn. Thế ông mới lấy đất này, ông bán cho 6 căn hộ, rồi đút tiền bỏ túi. Đút tiền bỏ túi, xài chơi với thôi. Đó là một quan tham, nha. Sáu căn hộ này đó, sau đó đó họ tách ra thành ra 14 hộ. 14 hộ thì có những người đó, Họ muốn rời khỏi nơi đó. Họ muốn lấy tiền đền bù của nhà nước, đền bù khoảng 1 tỷ đồng để họ rời đi. Nhưng đã bị tổ đồng thuận dưới sự chỉ đạo của ông Lê Đình Kình và người bạn của ông ấy. Bắt những người này đánh đập và ép buộc những người này không được rời khỏi sân bay Mũi Môn. Để sao? Để họ lấy cớ đó, họ chống phá họ biểu tình họ đòi hỏi quyền lợi họ cho rằng đất đó là của họ và họ nói rằng là đất đó bây giờ mà giao lại cho bộ quốc phòng giao lại cho intel thì giá nó lên kinh lắm rồi họ tuyên truyền là một mét đất là bao nhiêu triệu đồng dân xã đồng tâm sẽ được như ý thôi là mình sẽ có tiền thế khi ông lưu bình nhưỡng và ông dương trung quốc ra tới nơi đây đó, trước khi mà sự kiện mà ông Lê Đình Kình bị bắn chết á, thì ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Dương Trung Quốc chỉ đi gặp ông Lê Đình Kình chỉ đi gặp cái nhóm mà đi theo ông Lê Đình Kình hỏi họ còn người mà có chủ quyền ở tại sân bay Mưới Bôn là 14 căn hộ đó đó thì hai ông này phớt lờ không có đi gặp Không đi gặp thì hai ông này khi về lại quốc hội Thì nói hưu nói vượng Vì sao? Một dân biểu nhất là như ông Lưu Bình Nhưỡng Là tiến sĩ này đã từng là người dạy luật nè Luật sư tiến sĩ vân vân Thế mà đó chọn một giải pháp tức là nghe cái phía chống đối thôi còn nghe cái phía mà gọi là cái người bị hại thật sự đó là cái người có chủ quyền ở tại sân bay miếu môn không nghe chúng ta thấy những người ở tại sân bay miếu môn họ nói là họ đồng ý với nhà nước trả tiền đền bù một tỷ đồng họ đi vì đây là đất của nhà nước việt nam là như thế là đúng rồi luật của quốc tế cũng thế khi mà nhà nước cần thâu hồi lại để lo cho việc chung thì nhà nước có quyền trả sự đền bù đó theo giá thị trường. Đằng này đó, đất này là đất của nhà nước mà nhà nước là phải đền bù lại. Lạ thế đấy chứ. Mà người làm cho nhà nước phải bị thiệt hại là ông Lê Đình à, kỳ thế đó. Luật Eminent Domain của Mỹ cho phép nhà nước có quyền thâu hồi lại đất. Đây nhà nước Việt Nam thâu hồi lại đất của nhà nước mà đền bù theo giá thị trường. Thì quá là rộng rãi đi chứ nữa. Người dân mua nơi đó họ nói à như vậy tôi rời đi. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ là luật sư nhá Là thầy dạy luật luôn nha. Sao không nói về vấn đề eminent domain. Đúng hay sai chỗ này. Mà lại đi lên trên đó Ba hoa chích chòe Nói về vấn đề gọi là Nhân quyền của xã Đồng Tâm Của ông Lê Đình kính Vậy thì đó Ông ấy đang cũng giống như là Phạm Thị Đoan Trang Nói một chiều Để kích động Thì trên phương diện luật pháp á, Sự kích động đó Là một hình thức Chống lại nhà nước ở Mỹ họ không chấp nhận đâu. Đây là một sedition nha. Sedition tức là kích động đó. Kích động như thế là đâu có được. Bởi vậy cho nên nó nói rằng anh là ông là đồng phạm về vấn đề gì đó với cái đám côn đồ kia thì có thể ông là đồng phạm và có thể là bảo kê cho cái gọi là ngụy dân chủ chống phá nhà nước nên tôi phân tích trên phương diện pháp lý rõ ràng như thế đó. Ông đến xã Đồng Tâm tại sao ông không đóng vai khách quan để đón tiếp những gì than phiền đó? thì than phiền từ bên phía của ông Lê Đình Kinh tốt. Nhưng hãy nghe những than phiền của những chủ căn hộ là những người có quyền lợi chính đáng nơi đó để nói tại sao ông không? Ông và ông Dương Trung Quốc tại sao lại tản lời như thế? Rồi ngoài đó ra đó, vụ án của Hồ Duy Hải hoặc là những gì khác đó, ông chuyên môn đứng về phía cái gọi là ngụy dân chủ kích động rất nhiều lần. Tôi đã làm về vụ án của Hồ Duy Hải cũng như những vụ án khác tôi không muốn nói thêm nhưng rõ ràng là ông Lưu Bình Nhưỡng với tư cách khi ấy là đại biểu của quốc hội đứng ra bảo kê cho cái nhóm hoạt động mở ngoặt đóng ngoặt là dân chủ cùi chuyện mà ông làm những cái việc đó đó và nói rằng là ông không có gì đó đứng đằng sau ông tôi không tin vì phải có một gì đó ông mới cùng với những người khác mà lên tiếng như thế nó không có khách quan đương nhiên tôi xin nói rõ là ông có những điều rất tích cực có những điều ông nói đúng về vấn đề xã hội của những người nghèo vân vân. Thì điều đó túng thôi. Nhưng mà có những điểm. Nó đi sâu vào rất là tinh tế. Liên quan đến chế độ. Thì ông lại là người muốn vạch áo cho người xem lưng. Từ vế là đại biểu quốc hội. Cho nên. Sự kiện sau đó. Tức là sau khi mà ông bị bắt. Chúng ta thấy ở hải ngoại. Cũng như là lực lượng mà các luật sư mở ngoặt đóng hoặc là ở trong nước bảo là tranh đấu cho nhân quyền thực sự đối với tôi những người đó họ làm luật kiểu đó thôi chứ còn họ cũng là một hình thức núp áo luật sư để mà chống phá thôi chúng ta thấy tất cả những người đó đều lên tiếng đau xót và binh vực cho ông lưu bình nhưỡng đều bày tỏ rằng là tiếc thương cho một người thầy, một luật sư, một đại biểu hoặc là một người anh hùng hy sinh vì nước. Rồi có người lại khẳng định là công an Thái Bình bắt oan. Ông đại biểu mục đích là chỉ để mà trà đạp hay là triệt đi tiếng nói của ông Lưu Bình Nhưỡng với tư cách là phó trưởng ban dân nguyện. Còn ở hải ngoại này thì khỏi nói rồi. Họ suy tôn ông Lưu Bình Nhưỡng lên tới tầng mây xanh. Và cho rằng là, là đảng đang đốt lò thì hình thức đây là trà đạp nhân quyền. Bắt giam những tiếng nói, họ cho rằng là tiếng nói của lương tri, họ gọi đây là tù nhân lương tâm thì à, tôi biết rằng những người muốn gửi cho tôi nói rằng là phân tích những góc nhìn đừng có đưa cảm tính vào chỉ nói về vấn đề pháp lý thì mới hiểu được những cái nhận định của những người khác đó. nhất là những người mà dân chủ cùi đúng hay sai thì tôi xin phân tích như thế thứ nhất trên phương diện mà công an tỉnh Thái Bình mà đưa ra đó thì chắc chắn là sẽ phải có chứ không phải giống như những người kia kêu không có đặt điều về chuyện là không ạ à. có có nhưng mà sâu tới mức nào thì tôi cho rằng cái số tiền đó đó nó không đủ nó không đáng cho ông lưu bình nhưỡng nhúng tay vào nhưng mà đó bắt ngay tại sân bay, bay đó thì đối với tôi đó là một trường hợp rất nghiêm trọng có thể an nguy quốc gia mới làm chuyện đó còn đây nếu chỉ là cưỡng đoạt tài sản như ở tại Thái Bình thì đó con số rất là nhỏ có thể bắt ở tại nhà hay một lúc nào đó bắt nguội cũng được. Nhưng đây là bắt khẩn cấp thì cho thấy rằng có cái gì đó trong cặp táp của ông Lưu Bình Nhưỡng, tài liệu gì đó. Hoặc là có một kế hoạch gì đó mà liên quan đến với một tổ chức chống phá nhà nước ở nước ngoài. Nên đây là bắt quả tang lấy một cớ đó bắt quà tang giống như ở bên mỹ đó họ biết chiếc xe đó chạy ở trong sau cốp xe đó là có đồ cuốc cắm như là các chất gây nghiện nhưng mà không bắt được chỉ đợi tài xế chạy xe nhanh hơn một chút xíu cũng chậm lại khi mà vi phạm một gì đó dầu rất là nhỏ thì họ có quyền khám xe thì nó lòi ra chuyện khác thì trường hợp này thì tôi cũng nói là ông Lưu Bình Dưỡng có cái gì đó trong cặp táp của ông để mà bắt nó lòi ra chuyện khác, lòi ra chuyện khác á thì nó là chuyện gì? Có những người yêu cầu tôi thì xin phân tách trên phương diện pháp lý và khách quan mà thôi đó, thì tôi xin phân tách trên phương diện pháp lý, ông Lưu Bình Dưỡng từng là đại biểu đến xã Đồng Tâm như thế đó, có khách quan không? Và ông đến đó để làm gì khi mà ông đưa về lại quốc hội với những góc nhìn không đúng sự thật và kích động. Và kích động. Ông không được bầu làm đại biểu kỳ sau nhưng mà ông được đưa vào làm phó trưởng ban dân nguyện tức là ông tiếp thu những ý kiến những cái nguyện vọng của người dân cơ mà nếu mà đã bắt nguội ông á, thì những ý kiến kia có thể nằm ở trên bàn con bất cứ lúc nào ông với vai trò đó thì ông tiếp thu những cái lá thư hay là những cái tài liệu đó chuyện bình thường nhưng bắt ông ở tại phi trường là vì để ông đỡ tay không kịp ông trở tay không kịp thì ở trong cặp táp của ông ở tại tư gia của ông nó mới lòi ra các vấn đề cứ thường là vấn đề liên quan đến Thể chế Liên quan đến sự ổn định Của đất nước, vấn đề chính trị Đối với tôi là tôi nghĩ như thế Nên hôm qua trong clip 1333 Góc nhìn Hoàng Di Hùng 2 Tôi đặt câu hỏi đó thôi Bảo kê côn đồ thì có bảo kê dân chủ hay không Thì nhiều người nói Như thế là cảm tính tôi xin trình bày lại quá khứ của ông lưu bình nhưỡng những gì ông nói tại quốc hội nó còn đó phân tích ra thì thấy có phải cảm tính hay là cái gì đó là thông tin và góc nhìn của tôi trả lời các câu hỏi của những khán thính giả gửi cho tôi và những ai rất quan tâm về vấn đề này làm sao thể hiện được tính pháp lý và khách quan chứ không phải là cảm tính được thì tôi xin trình bày như thế còn suy nghĩ của mỗi một người thì mỗi khác ở góc độ của những người luật sư mà họ nói rằng là họ là học trò của ông lưu huỳnh nhưỡng thì họ suy nghĩ đó là kiểu của họ dẫu vậy một hiện tượng đó, bây giờ rất rõ ràng là nhóm dân chủ cùi, nhóm mở hoặc đóng ngoặc là dân oan hay ở tại tượng đài lý thái tổ và những cơ sở gì đó ở hải ngoại này á, thì ôi thôi họ khóc than đau đớn vì một thần tượng của họ đã mặc áo juventus bể mánh rồi họ bị bể mánh chuyến này là lột trần đánh đúng tim đen nên họ rất là đau đớn chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau